Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Tam Đa Media ngày 12 tháng 7. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Một cậu bé đã bị đuối nước tại một bãi tắm công cộng ở Znojmo. Rất may cho cậu là ngay trong lúc đó có những 3 vị bác sĩ thuộc bệnh viện Znojmo đều có mặt. Cậu bé đã được vị bác sĩ tên Petr kéo ra khỏi nước và tiến hành cấp cứu. Vì lúc đó cậu bé đã hoàn toàn không thở và tim ngừng đập. Ngay sau đó, vợ của vị bác sĩ này cũng là một bác sĩ đã giúp massage tim và trợ thở bằng túi ambu. Vị bác sĩ thứ 3 cũng tiến đến giúp đỡ và cả 3 vị bác sĩ đã thành công phục hồi được nhịp tim và hơi thở. Khi cấp cứu đến thì cậu bé đã thoát khỏi nguy hiểm và được đưa đến bệnh viện nhi đồng Brno bằng trực thăng. Thời tiết nắng nóng khiến người dân Séc tìm đến các bãi tắm thiên nhiên nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải hồ nước nào cũng đạt tiêu chuẩn để có thể xuống tắm. Hàng chục người đã gặp phải các vấn đề về sức khỏe khi trên da xuất hiện các vết ngứa đỏ. Theo các chuyên gia thì họ đã bị các ký sinh trùng trong ao chui vào da và gây ra viêm da Sersaria. Đây là những ấu trùng của sán lá hai vật chủ. Ngay từ đầu tháng 6 năm nay, tại một số bãi tắm đã ban hành lệnh cấm vì nước tại đó không đạt tiêu chuẩn. Ví dụ bãi tắm Lohotka ở Praha, Škodalan tại Plzeň hay hồ Probostovské tại Teplice. Tuổi thọ tại Séc đang tăng lên, tuy nhiên những năm tháng khỏe mạnh vẫn đang ở mức thấp so với toàn EU. Séc có 10.851.000 dân, trong đó 2,2 triệu người cao tuổi và con số này vẫn đang tăng lên bởi tuổi thọ trung bình tăng. Hiện nay tuổi thọ của nữ giới đạt được 81 tuổi và đối với nam giới là 76 tuổi. Tuy nhiên những năm tháng khỏe mạnh của người dân Séc lại không tăng nhanh và so với châu Âu, hiện nay người Séc được coi khỏe mạnh đến lúc 62 tuổi. Trong khi tại EU là 64, Thụy Điển là quốc gia có dân số khỏe mạnh nhất khi đạt được mức 72 tuổi và Latvia là quốc gia có tuổi khỏe mạnh trung bình thấp nhất với 53 tuổi. Theo thông tin từ Tổ chức Khí tượng Thế giới, lượng băng tại Nam Cực đã ở mức thấp kỷ lục. Các chuyên gia cảnh báo đây là tình trạng đáng lo ngại trong bối cảnh nhiệt độ mặt nước biển toàn cầu cao bất thường. Theo cơ quan trên, mực băng trên biển tại Nam Cực vào tháng 6, tháng nóng nhất từng được ghi nhận, đã ở mức thấp nhất kể từ khi các quan sát vệ tinh bắt đầu được thực hiện. Mực băng biển ở mức 17% dưới trung bình. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, hiện tượng thời tiết El Nino sẽ làm tăng nhiệt độ cả trên đất liền và đại dương, có thể dẫn đến đợt nắng nóng trên biển và nhiệt độ khắc nghiệt hơn. Những ngày này, trên đường phố Mumbai, Ấn Độ đã xuất hiện một chiếc đồng hồ lớn. Đó là đồng hồ dân số đầu tiên được tạo nên từ 10 tấm bìa trắng đánh số trên một bảng kim loại lớn màu xanh, thu hút những người qua đường tò mò xem nó ghi lại câu chuyện của quốc gia đông dân nhất thế giới như thế nào. Chiếc đồng hồ trông giống như bảng điểm trong một môn thi đấu thể thao, được cập nhật thủ công mỗi ngày theo ước tính dự kiến. Theo điều tra dân số của Ấn Độ, vào năm 1982, dân số quốc gia này chỉ hơn 684 triệu người. Thế nhưng con số đó đã tăng hơn gấp đôi trong những thập kỷ sau đó. Ước tính cứ 2 giây, dân số Ấn Độ lại thêm một người, mỗi ngày thêm gần 41.000 người, mỗi năm thêm khoảng 15 triệu người. Giới chức khu vực Đông Bắc nước Pháp đã triển khai chương trình vé tàu 1 euro, khuyến khích các gia đình khó khăn đi du lịch trong những ngày hè. Tại Pháp trong những tháng gần đây, kinh tế khó khăn, giá cả tiêu dùng tăng cao, khiến những hộ gia đình thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn. Việc đi nghỉ mát là một điều gì đó xa xỉ. Khảo sát một số hộ gia đình thu nhập thấp tại Pháp cho thấy, nhiều gia đình không có xe ô tô, kinh phí eo hẹp nên họ chỉ có thể đi chơi quanh thành phố. Việc đi ra bãi biển là một điều gì đó rất xa vời. Chính vì vậy, chương trình tàu du lịch 1 euro đã được họ hưởng ứng rất tích cực. Giới chức Pháp cho biết, chương trình tàu du lịch 1 euro đã bán được khoảng 100.000 vé trong khoảng thời gian ngắn. Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức vừa cứu sống thành công một bé trai chào đời ở tuần thai thứ 25, nặng vỏn vẹn 600 gram và mắc nhiều bệnh lý phức tạp. Trước đó vào giữa tháng 3 năm 2023, mẹ bé đã nhập viện do dọa đẻ non ở tuần thứ 23. Sau 2 tuần chào đời, bé trai đã cắt được thuốc và thở máy, tăng từ 600 lên 700 gram. Tuy nhiên đến tuần thứ 5, sức khỏe của cháu tiến triển xấu. Bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm ruột hoại tử. Sau khi hội chẩn, ekip của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức đã quyết định phẫu thuật cắt nối ruột cho trẻ sau giai đoạn chăm sóc dinh dưỡng, điều trị viêm phổi. Đây cũng là ca bệnh có thời gian điều trị lâu nhất tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với 52 ngày thở máy, 10 lần truyền máu. Hồ sơ điều trị của bé hiện tại cân nặng lên tới hơn 4 kg.
Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.